trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jean và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Trọng kính chào tất cả quý khán thính giả một ngày thứ sáu đến với đầy những cái diễn biến sôi động liên tục từ ngày hôm qua đến giờ. Mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi. Thế nhưng đầu tiên thời tiết sẽ nóng lên trong ngày hôm nay, Thảo Yên. Vâng ạ. Vì thế Thảo Yên mặc chiếc áo đỏ càng nóng hơn nữa. Nó không có liên quan. Có. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm nay là trời bắt đầu nóng dữ lắm rồi. Dự báo thời tiết cho thấy là sau 10 giờ trở đi đó là nhiệt độ bắt đầu tăng mạnh, thưa quý vị. Hôm nay ở quận Cam buổi trưa thì cũng lên đến khoảng 79, 80, 81 độ. Và qua đến ngày mai đó vẫn sẽ tiếp tục nóng. Nhưng mà may đó ở Cali là khoảng 80 mấy thôi. Nhưng mà như chúng tôi thưa hôm qua ở Texas là ngày hôm nay hầu hết các thành phố lớn là lên cả 100 độ, bắt đầu là từ ngày hôm nay và sẽ kéo dài luôn qua chủ nhật ở tại Texas. Thì cái nhiệt độ nóng như thế này sẽ kéo dài đến chủ nhật, thưa quý vị. Chủ nhật nó xuống một tí, khoảng rớt xuống lại còn được 76-77 độ mát mẻ, nhưng mà bắt đầu qua tuần sau đó thì trời lại quay trở lại là 80 mấy độ, kể từ bây giờ là bắt đầu trời nóng rồi, thưa quý vị. Trong khi đó, một tin không vui tí nào, thưa quý vị, trong suốt 40 năm qua, nước Mỹ chưa bao giờ có tỷ lệ lạm phát khủng khiếp như thế và giá xăng cao khủng khiếp như thế, kéo theo cái sự ủng hộ cho ông Biden ngày hôm nay. Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố lạm phát lại tiếp tục tăng rất mạnh trong ngày hôm nay. Trong tháng 5 vừa qua là 8,6%. Giới đầu tư ở thị trường chứng khoán trông đợi, họ hy vọng là lạm phát sẽ giảm để có thể nhảy vào mua cổ phiếu. Thế nhưng tin tức thực sự đó thì các kinh tế gia vẫn nghĩ rằng kỳ vọng đó, tức là mong đợi là tỷ lệ lạm phát đã ở mức cao nhất trong lịch sử, tức là 8,5% rồi, là cao lắm rồi, thưa quý vị. Có tháng 3 thì giảm xuống 8,3%, nhưng bước sang tháng 5 lại nhảy lên cao trở lại 8,6%, tăng thêm nữa. Họ tưởng rằng những cái nỗ lực vừa trong thời gian qua sẽ giúp kéo theo giảm xuống lạm phát. Thế nhưng rõ ràng là ảnh hưởng sang tới ngày thứ 107 của chiến tranh Ukraine rồi. Và tình trạng mà năng lượng đang ảnh hưởng và kéo theo giá xăng dầu. Và như vậy trong tháng 6, đầu tháng 6, và nếu mà giá xăng, giá năng lượng còn tiếp tục cao như thế này, tháng 6 cũng sẽ là một tháng kỷ lục mới của lạm phát, có thể tăng thành 8,7-8,8%. Bởi vì tính từ ngày đầu tháng 6 đến giờ, chúng ta thấy giá xăng tăng lên, họ nói 14 ngày liên tục, tức là từ cuối tháng 5 cho đến ngày hôm nay 10 tháng 6, 14 ngày liên tục vừa qua, mỗi ngày xăng đều lên vài sen liên tục như thế, mà giá xăng trung bình trên toàn quốc Hoa Kỳ đều tăng. Và điều này kéo theo lạm phát, thưa quý vị, mà đâu chỉ là xăng đâu, họ nói là giá thực phẩm tăng ha. Nhà cửa cũng tăng nữa. Hôm qua chúng tôi nhìn thấy một căn nhà gần nhà thôi, 999.000 giá đăng lên, thưa quý vị. Và những cái căn nhà này hiện nay vẫn bán chạy như thường. Những căn nhà vừa đăng chỉ trong vòng một tuần lễ lên bảng là đã bán được rồi. Cho nên cái áp lực đối với cái tiền nhà, và điều này đó giới đầu tư quan tâm, bởi vì sao? Nó kéo theo cái khả năng chi trả của người lao động. Trước đây thí dụ như họ làm mỗi tháng $2,000 thì
thì không có lạm phát tiền xăng, họ có thể nghĩa là chi tiêu thêm hoặc là dành dụm một ít tiền, một vài trăm Mỹ Kim. Giờ đây tất cả những cái tiền này nó đổ vào tiền xăng hết. Thì đó là cái mối quan tâm hàng đầu và dẫn đến tình trạng Dow Jones hiện nay xuống 761 điểm. Chỉ vì cái con số lạm phát từ Bộ Lao động Hoa Kỳ đưa ra ngày hôm nay, Dow Jones xuống 759, Nasdaq xuống 397. Các con số này chúng tôi đưa ra live trực tiếp cho nên nó nhảy lên nhảy xuống. S&P 500 xuống 108. Áp lực về năng lượng cũng kéo theo cả thị trường châu Âu ngày hôm nay. Trong khi đó phân lời 10 năm đã tăng lên và điều này có thể sẽ gây ảnh hưởng đến thị trường địa ốc 3,14%. Dầu thì giảm áp lực một chút xíu. Sáng nay khi mà thị trường còn hoạt động, có lúc dầu ngày hôm qua lên tới 121 đồng. Bây giờ thì xuống 2 đồng, 119 đồng 48. Thưa quý vị, lạm phát cũng sẽ gây ảnh hưởng đến các quốc gia sản xuất dầu hỏa, ảnh hưởng hết tất cả thế giới. Và nếu mà khối OPEC, trong đó Ả Rập Saudi, vẫn tiếp tục ương ngạnh không tăng sản xuất dầu hỏa, chính họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ lạm phát này, bởi vì nhập cảng Ả Rập Saudi và nhiều quốc gia đa phần giàu có ở vùng vịnh Ả Rập là chỉ nhập cảng hàng hóa rất nhiều và vì thế họ cũng chịu áp lực về giá cả. Vàng sáng nay thì xuống nhưng bây giờ lên trở lại là gần 7 đô la 1859 đồng 70 sen. Vâng, thưa quý vị, lại vẫn là tin liên quan đến cái vụ xả súng ở tại Uvalde, Texas. Thì cái nhân vật mà bây giờ cái chuyện này nó đã qua đi rồi, nhưng mà phải có ai đó chịu trách nhiệm cho cái chuyện này thì vẫn là cái ông Police Chief của học khu Uvalde, ông Pedro Arredondo này. Bây giờ đó, ông này thứ nhất là dưới cái sức ép của dư luận cũng như là tất cả người dân và kể cả những cái người làm việc ở trong ngành tư pháp nữa, họ chê trách cái việc làm tắc trách của ổng và nhiều người đã bây giờ kêu gọi là ông này đừng có tham quyền cố vị nữa mà hãy từ chức. Nhưng mà ổng vẫn bây giờ đó, mới đây nhất ổng vừa đứng ra trả lời một cái cuộc phỏng vấn với tờ Texas Tribune. Thưa quý vị, đây là lần thứ hai duy nhất từ khi xảy ra cái chuyện đến bây giờ ổng chính thức lên tiếng mà bây giờ lại tiếp tục bào chữa cho cái quyết định sai lầm của mình. Thì thưa quý vị, như chúng ta cũng nghe là bây giờ đó, cái việc mà cảnh sát đứng ở ngoài bởi vì nghe lệnh của ổng không đi vào bên trong phá cửa để mà bắn gục tay súng Ramos, không còn là cái thời gian 40-50 phút nữa mà thật sự là 77 phút thưa quý vị. Bởi vì cái cuộc điều tra bây giờ đó nó gần đến cái hồi kết rồi. Cơ quan an toàn công cộng Texas họ cũng đã công bố ra rất nhiều những cái chi tiết. Thì bây giờ ông này ổng thứ nhất bây giờ đây là theo cái lời kể của ổng, nhưng mà khi mà ổng kể lại hết thì chính cơ quan an toàn công cộng của Texas họ cũng đưa ra cái lời phản bác cho thấy là nó không có đúng như cái lời mà ổng đang cố tình biện minh cho mình. Ổng nói rằng 40 phút đầu tiên đó ổng nhận được cái tin tức sai lầm là cái tay súng cố thủ ở bên trong một cái phòng họp trống, chính vì vậy mà ổng đã quyết định giải quyết cái trường hợp này là một cái kẻ tay súng barricade ở bên trong chứ không phải là active shooter. Thì ổng đổ thừa cho một ai đó đã đưa ổng tin tức sai lầm và mất 40 phút ổng nói rằng cái người nhân viên của cái trường học đó đi kiếm một cái chùm chìa khóa và ổng kể là ổng đã đến ngay đằng trước cái cửa phòng học nhưng mà ổng không thể nào đạp cái cửa vô được, bởi vì đây quý vị cũng biết các trường học với đa số các cơ quan liên bang đó, những cái tòa nhà cái cửa của họ không phải là cái loại cửa ở nhà mà là nguyên cái cửa bằng thép, nó đóng cố định bằng cái khung cho nên là nhiều khi là nhiều người cũng không có thể nào mà đập bể cái cửa đó được. Và ổng nói rằng ổng có đứng ở bên ngoài, ổng nói chuyện vào bên trong cái phòng học, kêu cái tay súng hãy đầu hàng đi, nhưng mà ổng nói rằng không nghe cái tiếng gì ở trong đó cả. Và đặc biệt có một cái chi tiết là ổng đã quyết định không cầm cái radio của cảnh sát đi vào bên trong, và đó cũng là một trong những cái chi tiết khiến cho các em học sinh bị chết ở bên trong đó. Và chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin tức này sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jean và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức đó là ông cảnh sát police chief của học khu Uvalde hiện nay đó, bởi vì mà bắt đầu nhiều người bắt ông phải từ chức quá, với lại nhưng mà ông vẫn không muốn từ chức và bây giờ chỉ có muốn biện giải cho cái hành vi của mình, cho nên là đã chấp nhận một trả lời một cái cuộc phỏng vấn với một tờ báo ở tại Texas. Đây là những cái lời kể của ông để cho thấy ý ông nói là ông không có làm gì sai cả, có rất nhiều những nguyên nhân. Thứ nhất, ổng vẫn nói là ổng bị đưa tin tức sai lầm. Và thứ hai nữa là ổng, cái phần này ổng nói là quan trọng đó, là trong lúc mà ổng đang muốn mở cái cửa bên ngoài đó, thứ nhất ổng nói là ổng không có mặc áo vest chống đạn, để cho thấy là ổng cũng rất là lo cho các em không mặc như vậy mà được vẫn đứng ở bên ngoài cửa. Ý ổng nói là lỡ mà cái tay súng khi ổng mở cửa ra, tay súng bắn là ổng cũng sẽ bị chết. Nhưng mà ổng nói là quan trọng là khi đó đó, ổng không nghĩ ổng là một người chỉ huy của tất cả gần 80 agents lúc đó, mà ổng nghĩ là khi mà ổng đang tìm cách mở cái cửa như vậy, có một người khác đã nắm quyền ở bên ngoài kiểm soát tình hình và sẽ điều động các agents. Thì bây giờ chính cái lời ổng nói như vậy, nhưng mà và ổng cũng nói thêm là ổng không hề đưa ra cái yêu cầu là đừng có phá cửa xông vào để mà giải thích cho cái chuyện hơn 77 phút đồng hồ đó, thưa quý vị. Thì ngay khi cái bài phỏng vấn này của ông đưa ra đó, thứ nhất, cơ quan an toàn công cộng họ đã phản bác lại, họ nói chính ổng đã quyết định sai lầm và bây giờ họ vẫn không biết được là ai đã nói với ổng là tay súng cố thủ trong cái lớp học trống, nghĩa là ý họ nói là không có người nói như vậy mà bây giờ ổng nói rồi ổng không tìm được cái người agent nào nói như vậy cả. Và thứ hai nữa là một loạt rất nhiều các agent của CBP là những cái người mà đã chống lại cái lệnh của ổng yêu cầu là đừng có xông vào đó, họ tự ý xông vào để cứu các em. Họ nói là chính ổng đã nói là không có xông vào nhưng mà họ đã chống lại lệnh, họ tự đi vào để rồi đập cái cửa phòng học kế bên đó, rồi cuối cùng mới tìm cách đi vào trong được cái phòng mà có Ramos để bắn y. Thì cho thấy là bây giờ ông vẫn cố tình lấp liếm cái sai lầm của mình, tìm cách ngụy biện và bây giờ còn đổ hết tội cho người khác, nói là ông không hề đưa ra những cái lệnh đó. Thì bây giờ có thể thấy là chắc ổng cũng sợ dưới cái sức ép của dư luận nhiều quá, chính quyền thành phố Uvalde đó có thể sa thải ổng hay sao, mà bây giờ ổng đã thuê luật sư rồi, thưa quý vị, và ổng nói là ổng sẽ không tiếp nhận bất kỳ cuộc điều tra nào cả, nếu như mà các cơ quan liên bang nào muốn ổng phối hợp phải thông qua luật sư của ổng. Và không thể sa thải ổng được chăng? Và nếu mà sa thải, ổng sẽ nhờ luật sư kiện chịu trách nhiệm cho cái chết của các em. Trong khi đó thì chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố ngày hôm nay tin vui cho những quý vị ở nước ngoài vào Mỹ không cần phải chứng minh là negative hay positive, không cần phải chứng minh về COVID-19 cho các du khách ngoại quốc. Họ nói rằng quyết định này được đưa ra vào đúng vào ngày Chủ nhật này, 11:01 sáng Chủ nhật, tức là khuya thứ Bảy. Như vậy, những ai mà di chuyển từ châu Âu, Việt Nam, châu Á vào ngày thứ Bảy đến Hoa Kỳ vào ngày Chủ nhật đó, không cần phải chứng minh negative test nữa. Đây đúng là tin vui. Áp lực của hãng hàng không Hoa Kỳ trong thời gian qua kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là CDC, bởi vì họ nói rằng cái việc này mà thế giới nhiều quốc gia khác họ cũng không cần nữa, chẳng hạn như là bay về Việt Nam giờ đây cũng không cần phải chứng minh gì hết, mà bây giờ vào Hoa Kỳ mà phải chứng minh nó làm ảnh hưởng đối với du khách. Họ sợ rằng như vậy đó, du khách sẽ nói ồ,
lẽ ra đến Mỹ chơi thì họ thấy ô phiền hà quá họ không đến, thì hy vọng nó sẽ giảm áp lực đối với các hãng hàng không, điều đó tăng thêm du khách vào Mỹ, nhất là mùa hè đang tới, thưa quý vị. Tuy nhiên, cơ quan CDC tuyên bố trong vòng 90 ngày, nếu như trong vòng 90 ngày bắt đầu vào ngày Chủ nhật này mà họ thấy rằng số COVID tăng vì du khách đó vào Mỹ đó, thì họ sẽ đưa ra cái quyết định mới, có thể là sẽ yêu cầu lại thử nghiệm trở lại. Trong khi đó thì các mối quan tâm về monkeypox vẫn còn. Tuy nhiên, các cơ quan y tế từ châu Âu tới Hoa Kỳ vẫn đang theo dõi để đưa ra các quyết định. Chiều hôm qua lúc 5 giờ chiều, mọi người có thể nói rằng trên khắp thế giới, nhất là ở tại Hoa Kỳ này, lần đầu tiên một cái cuộc điều trần ở Quốc hội mà được chiếu truyền hình trực tiếp, thưa quý vị, liên quan đến vụ tấn công tòa nhà Quốc hội đó. Chiều hôm nay chúng tôi sẽ có phần tường trình đặc biệt cũng như tin tức thêm các chi tiết. Có các nhân vật được đề cập đến quan trọng nhất, đó là người nữ cảnh sát trong vụ này. Vâng, người nữ cảnh sát đã bị tấn công và thậm chí bị chấn thương sọ não luôn nữa. Nghe cái phần tường trình của bà rất là thương tâm, bởi vì vụ tấn công này đã khiến cho cảnh sát thiệt mạng, mà điểm đáng chú ý đó là có thêm 4 cảnh sát thủ đô đã tự tử bởi vì bị chấn động trong vụ tấn công tòa nhà, rồi họ thấy hướng đi của đất nước, rồi chán ngán về hiện tình của đất nước, tự tử luôn vì vụ bạo loạn này, thưa quý vị. Nhân vật kế tiếp là người đạo diễn quay các phim, và trong suốt 6 buổi điều trần kế tiếp đó, trong những ngày tới đây, và cũng sẽ được truyền hình trực tiếp đó, khán giả sẽ được chứng kiến theo dõi các phần hình ảnh cũng như tường trình trực tiếp từ các nhân chứng. Người thứ nhì được đáng quan tâm đó là ông cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr. Ông là người đã từ chức 2 tuần lễ trước khi xảy ra cái vụ tấn công bạo động này. Chính ông William Barr điều trần, ông nói lý do mà ông từ chức cũng vì Tổng thống Trump lúc đó đó cứ áp lực ông để tuyên bố và điều tra về cái vụ gian lận này. Ông nói, ông đã nói thẳng với ông Trump là không có cái vụ mà gian lận này, đừng có bắt ông phải làm những cái chuyện đó nữa. Và nhân vật kế tiếp người ta cũng để ý, đó là ngay cả con gái Ivanka của ông Trump cũng tuyên bố là cô không thấy có bất cứ một cái sự gian lận này trong cuộc bầu cử. Và cô nói rằng nghe phần tường trình điều trần của ông William Barr, cựu Bộ trưởng Tư pháp đó, cô đồng ý với những cái phán xét của ông liên quan đến cuộc điều trần này. Vì thế nó trở thành một cái vết nhơ trong lịch sử của nước Mỹ. Cựu Tổng thống Trump ngay lập tức sau cuộc điều trần này đã đưa ra tuyên bố đó. Ông nói đây chỉ là động lực chính trị nhằm tìm cách hạ bệ ổng. Bởi vì sao? Người ta thấy cái ảnh hưởng chính trị của ông Trump đối với các ứng viên trong tháng 11 sắp tới, trong thời gian qua cũng còn đó, và họ nghĩ rằng cái cuộc điều trần này đưa ra để tìm cách dìm cái thế lực chính trị của ông Trump, nhất là diễn biến trong tháng 11 tới đây. Ông nói đây là những cái hành vi của đảng Dân Chủ nhằm tìm cách hạ bệ ông. Tuy nhiên trong đó có cả một thành viên của đảng Cộng Hòa, bà Liz Cheney. Mặc dù là một số những cái thành viên Cộng Hòa khác hiện nay họ nói, họ đưa ra tuyên bố như thế này: vấn đề lạm phát, vấn đề bạo động về súng không thấy nói tới, không đề cập tới, mà chỉ nhắm vào cái cuộc điều trần này một cách công khai như vậy. Tuy nhiên, không thể nào mà không đưa ra, bởi vì có người chết và chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ lại có xảy ra một cái vụ bạo động này, mang tới án tù cho nhiều người can dự, chỉ vì theo cuộc điều trần họ nghe theo lời của ông cựu Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau bản quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.
Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jean và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần 3 của chương trình. Và thưa quý vị, mới đây thì có một cái cuộc thăm dò về cái mức độ ủng hộ những gì mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang làm đó, do trường đại học Quinnipiac Park thực hiện từ ngày 3 cho đến ngày 6 tới tháng 6, cho thấy là cái sự ủng hộ của cử tri đối với ông thấp nhất từ trước đến giờ. Mà đặc biệt đó, đây lại là những cái nhóm cử tri người gốc Hispanic, người trẻ tuổi, độ tuổi từ 18 đến 34 thôi. Cách đây 2 năm đó là những cái người có cái lượng người vote cho ông Biden nhiều nhất, nhưng mà bây giờ họ lại bất mãn với ông nhiều nhất. Thì cho thấy là đảng Dân Chủ cần phải lo sợ, bởi vì ở tháng 11 này, nếu như cái trường hợp mà cứ tiếp tục điểm approval mà thấp như vậy đó, thì có thể họ sẽ mất rất nhiều ghế và mất đi cái quyền kiểm soát ở tại Quốc hội. Thì quay trở lại với cái bản thăm dò này đó, cho thấy thưa quý vị, bây giờ đó chỉ còn có 22% người độ tuổi từ 18 đến 34 là họ đang ủng hộ, nói chung là toàn diện với những gì ông đang làm. Nhưng mà và 24% người Hispanic đó và 49% người gốc Phi Châu là ủng hộ. Nhưng mà đặc biệt cái số người mà họ không có tán thành những gì ông đang làm với cái nền kinh tế đó là họ bất mãn nhiều nhất, và đây cũng là một cái điểm chí mạng của ông, 64%, và đây toàn là cử tri của đảng Dân Chủ không thôi thưa quý vị. 59% cũng thấy là ông vẫn chưa có nỗ lực đủ đối với cái vấn đề mà súng đạn, bởi vì liên tục trong thời gian qua vừa mới xả súng ở Buffalo, New York thì xảy ra cái vụ xả súng ở Uvalde, Texas mà không thấy ông có cái lên tiếng nói mạnh mẽ gì cả, và phía đảng Dân Chủ cũng không thấy là có đưa ra được những cái dự luật hay là có một cái sự nỗ lực phối hợp với bên phía đảng Cộng Hòa để tìm được một cái tiếng nói chung. Đó là bây giờ cử tri họ nói rằng họ biết đây là cử tri đảng Dân Chủ, không có thể nào mà cấm tuyệt người ta sở hữu súng đạn được, nhưng mà ít nhất họ muốn thấy là bây giờ Quốc hội Hoa Kỳ phải đưa ra là nâng cái độ tuổi được mua súng đạn là 21 ngày và gia hạn cái thời gian mà cái background check bây giờ đó là chỉ từ 3 ngày cho đến chưa đến 1 tuần là một người họ có thể mua được súng. Bây giờ phía cử tri họ muốn là bây giờ gia tăng lên thành ra 10 ngày hoặc là 14 ngày. Thứ nhất, cái thời gian mà lâu như vậy để cho lỡ mà chẳng may có những người mà họ đang trong cái một cái moment họ đang điên cuồng đó, họ mua súng, thì cái thời gian lâu như vậy tự dưng giống như nó qua đi rồi, nó cũng giảm bớt cái chuyện đó, thì có thể chẳng may nó đã ngăn cản được một vài những cái chuyện như vậy, so với cái những cái vụ mà bây giờ nó background check làm được quá lẹ thôi quý vị. Nhanh nhất nhiều khi là 1 ngày 2 ngày, còn chậm nhất bây giờ chỉ có 3 ngày thôi là pass cái vụ mà background check. Quay trở lại với cái vụ mà ủng hộ Tổng thống Biden, thì tất cả những cái vấn đề hiện nay đó chỉ thấy là ông đạt điểm cao nhất là đối với cái chuyện mà handle cái vụ mà COVID-19 thôi quý vị, là cử tri họ thấy là chính quyền của ông đã làm đủ và làm rất là tốt, ngăn ngừa rồi phân phát vaccine vân vân. Tuy nhiên với cái cuộc chiến ở tại Nga đó thì cử tri đảng Dân Chủ luôn, họ không ủng hộ, họ nói rằng chính quyền của ông vẫn chưa có làm đủ để bây giờ cuộc chiến đã kéo dài qua tháng thứ tư rồi mà vẫn Hoa Kỳ không giúp đỡ gì được cả, trong khi họ nói rằng rất dễ dàng gửi quân đội hay là gửi một cái team sniper gì đó đi vào ở trong phía Ukraine chẳng hạn vậy thưa quý vị, mà họ nói không thấy Hoa Kỳ làm gì hết. Và bây giờ nhìn chung lại đó thưa quý vị, lúc trước
4 năm của ông Trump đó, chúng ta cũng liên tục nghe là cái điểm ủng hộ của ông nó thấp như thế nào, nhưng mà họ tính trung bình lại trong suốt 4 năm đó thì ông cũng được là 42.2%. So với ông 8 năm nhiệm kỳ của ông Obama thì trung bình ông Obama được 48%. Thì so sánh lại đó, thời của ông George W. Bush là ngay sau cái vụ tấn công khủng bố September 11, ông nhận được mức độ ủng hộ đến 70%, bởi vì ông đã làm rất là tốt chuyện đó. Nhưng mà cái mức độ ủng hộ ông Bush bắt đầu tuột dốc vì cái cuộc chiến tranh Iraq, và sau đó là nước Mỹ đi vào cái thời kỳ suy thoái. Thì đến cuối nhiệm kỳ thứ hai đó, ông Bush rớt xuống còn có 36.6%, nghĩa là rất là thấp trong suốt mấy đời tổng thống. Nhưng mà nay ông Biden nó mới vô có 2 năm thôi, bây giờ cái tỷ lệ ủng hộ của ông còn thấp hơn cả ông Bush và thấp xa so với ông Trump. Trong 4 năm qua đó, chúng ta cứ tưởng là ông Trump là thấp nhất rồi, lúc nào cũng nghe là mức độ ủng hộ thấp nhất trong tất cả các đời tổng thống, nhưng mà nay ông này mới 2 năm còn tệ lậu hơn nữa, có 33%. Và nhìn vào cái số thăm dò, quý vị thấy là thành phần người trẻ và phân cử tri gốc Latin, gốc Hispanic, đây là thành phần vô cùng quan trọng trong cái cuộc bầu cử 2020, vì lý do đây là thành phần đã giúp cho ông Biden đắc cử. Và nếu tình trạng này còn tiếp tục diễn ra thì e rằng sẽ gây ảnh hưởng đến cái vị thế chính trị của Đảng Dân Chủ, không những vào tháng 11 tới đây mà còn năm 2024 nữa. Vì lý do năm 2022 này mà thất bại thì điều đó có nghĩa lại càng khó khăn trói chặt tay ông Biden trong 2 năm kế tiếp sau cuộc bầu cử. Và chúng ta cũng thấy đó, thứ thời ông Obama vào những năm cuối đó, của nhiệm kỳ đó, bởi vì Đảng Dân Chủ nằm ở cái thế yếu, thiểu số, cho nên không có cái hành động nỗ lực dự luật nào được thông qua cả, bởi vì tất cả các đề nghị đó đều bị Đảng Cộng Hòa tấn công và đè nặng hết tất cả lên các nỗ lực. Và vì thế trong 2 năm tới đây, nhất là bầu cử này mà ông Biden không có được cái thế đa số nữa, thì những nỗ lực trong 2 năm còn lại chắc chắn sẽ bị Đảng Cộng Hòa đánh bại. Và vì thế càng gây ảnh hưởng lên cho mức độ ủng hộ nữa. Xem ra đó, thưa quý vị, từ bây giờ họ nói cho đến sang năm 2023 đó, tình trạng lạm phát kinh tế chưa có trỗi dậy được. Mặc dầu kinh tế hiện nay của Hoa Kỳ không có rơi vào suy thoái, nhưng mà riêng với người Mỹ lao động, trong đó thành phần trẻ không kiếm được nhà, hoặc là công ăn việc làm của họ chi ra quá nhiều tiền để trả tiền nhà, tiền xăng, rồi người Hispanic nữa, thấy là những lời hứa của ông đối với cái việc mà giải quyết vấn đề di trú, hỗ trợ thêm cho người di dân lại không thấy làm được. Tất cả những cái điểm này đã khiến mức ủng hộ cho ông Biden bị tụt giảm như thế. Chưa thấy có ánh sáng cuối đường hầm, vì lý do tháng 11 cũng sắp tới rồi, thưa quý vị. Trong khi đó, vào chiều ngày hôm qua khoảng 2 giờ 30 phút tại tiểu bang Maryland, nơi đây ở phía ngoại ô có những nhà máy sản xuất, người ta nghĩ rằng chắc có lẽ có một người thanh niên bị sa thải, thường là như vậy, cho nên đã cầm súng vào đây 2 giờ 30 phút và bắn những đồng nghiệp của mình. Cảnh sát cho biết vụ nổ súng đã khiến 3 người chết, 4 người bị thương. May mắn là người cảnh sát trong trường hợp này vô cùng can đảm, đến kịp thời và giao tranh với tay súng này. Nó hoàn toàn nó khác hẳn với cái vụ mà tìm cách giết xả súng ở Uvalde, Texas. Trong những cái vụ sau đó đó, người ta thấy cảnh sát nghĩa là phản ứng rất nhanh và nổ súng kịp thời. Khi vừa nổ súng đó là cảnh sát nhận được điện thoại là chạy tới hiện trường và ngay lập tức nổ súng bắn, hai bên bắn nhau. Tay súng hiện nay đó là cho biết là 23 tuổi, gốc Latin, gốc người Hispanic, chạm súng với người cảnh sát tới hiện trường. Người cảnh sát bắn một phát đạn
gây thương tích cho tay súng, nhưng mà người cảnh sát cũng trúng một viên đạn ở bả vai. Thực ra thì cũng được đưa vào bệnh viện nhưng mà đã được chữa trị, không có nguy hiểm đến tính mạng và đã kết thúc được cái vụ mà có thể là thêm những người khác chết nữa. Vụ xả súng xảy ra trong một cơ sở sản xuất ở thành phố Smithburg, ngoại ô của Maryland. Nhà sản xuất này chuyên môn làm khuôn đúc cho các cơ sở khác, các khuôn đúc mẫu đó thưa quý vị. Và đây là chi tiết cũng như những hình ảnh được ghi nhận tại hiện trường. Rất tiếc là 3 người nhân viên trong tiệm này đã tử vong. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jean và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Thông Yên Hoàng cho tôi trở lại với tất cả quý khán thính giả. Vẫn tin liên quan đến vụ giết người ngày hôm qua ở tiểu bang Maryland. Cảnh sát cho biết đó, là trong 2 ngày qua thôi ở tại cái khu vực này thuộc quận Washington của Maryland đã xảy ra đến 2 vụ tấn công giết người. Hôm thứ Tư đó là có một tên vào trong một cái khu trung tâm mua sắm mang tên là Valley Mall ở thị trấn Halfway tấn công, và lúc đó đến ngày hôm nay thì cảnh sát đã xác định cái tên mà tay súng đó là 21 tuổi, tên là Matthew Lucabar, 21 tuổi, và đã giết 2 người ở trong khu mua sắm này. Cảnh sát vẫn chưa biết được động lực chính xác đến từ đâu, và hiện nay cảnh sát ở khu vực ngày hôm nay vẫn tiếp tục theo dõi là động lực đến từ đâu. Quý vị đang nhìn thấy cái cơ xưởng sản xuất các khuôn đúc và cũng như cung cấp dịch vụ sửa chữa máy móc hạng nặng là tên là Colombia trong cái vụ xả súng mới nhất. Có thể đến chiều hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ biết được động lực, mà nhưng mà phần lớn họ nói rằng có thể đến từ việc mà tranh cãi giữa nhân viên với nhau và có thể là dẫn đến cái việc sa thải cái người thanh niên 23 tuổi gốc Tây Ban Nha, gốc Hispanic này thưa quý vị. Và vẫn trong phần tin địa phương thì thưa quý vị, vào ngày hôm qua đó, Bộ trưởng Tư pháp của Texas cho biết là một cái chương trình mà vẫn không phải cái chương trình, nói chung là một cái đội đặc nhiệm của tiểu bang Texas mà họ đã lập ra suốt nhiều năm đó, thứ nhất chuyên truy tìm những cái người mà bị báo là mất tích nhưng mà không tìm được thi thể, hoặc là những cái vụ án mạng bị giết mà không bắt được hung thủ đó. Cuối cùng phía Texas sau hơn 40 năm, thứ nhất họ đã xác định được danh tính của 2 người vốn là bị giết vào thập niên 80 năm 1981, và có một cái điều mà hy hữu hơn nữa là họ còn tìm được ra đứa con của 2 cái người này, mặc dù cái đứa bé này bây giờ đó bà không hề biết cái câu chuyện thân thế xung quanh của mình như thế nào. Thì và đây là câu chuyện của bây giờ đó, người phụ nữ này đã 42 tuổi thưa quý vị, người trong ảnh bà tên là Holly Klaus, nhưng mà như trong cái bức hình quý vị thấy khi mà bà bị mất tích mà cha mẹ của mình bị sát hại đó, lúc đó bà chưa đến 1 tuổi nữa, và cha mẹ của bà là ông bà Tina và Harold Klaus thưa quý vị. Lúc này đó ông 21 tuổi, còn bà 17 tuổi thôi. Gia đình này đó chuyển từ Florida đến Texas, thì lúc đó đó gia đình nội ngoại hai bên đó, lần cuối cùng mà còn nhận được tin tức của Tina với lại Harold là vào tháng 10 năm 1980 thưa quý vị. Họ đi mà bắt đầu chắc kiểu cũng không có còn muốn giữ liên lạc với gia đình. Tuy nhiên bây giờ đó, bây giờ đây là cái câu chuyện mà phía gia đình nội ngoại họ kể lại.
là đến đầu năm 1981, sau mấy tháng trời không có nghe tin tức của con trai với con gái, thì gia đình nội ngoại hai bên đó bất ngờ nhận được cú phone của một người phụ nữ lạ. Bà này bà tự xưng bà là Sister Susan, đến từ một cái tổ chức tôn giáo du mục, nói là Tina với lại Harold đó đã gia nhập cái tổ chức tôn giáo này, và đặc biệt cái tổ chức tôn giáo này đó một khi gia nhập là không có còn liên lạc với người thân nữa, và không có nói chung là giống như cái kiểu là không có còn sở hữu tài sản hay cái gì hết á, sống mình không rồi ăn uống là tự mình trồng trọt không vân vân, cách xa phố thị. Và đặc biệt cái tổ chức tôn giáo này đó là ai vào cũng mặc những cái bộ áo choàng chứ không có mặc quần áo bình thường, và không ăn thịt, uống sữa, chỉ ăn rau mà thôi. Thì cái bà Sister Susan đó bà mới nói là hai người này có cái tài sản là cái chiếc xe vốn là của bà nội hay bà ngoại gì đó đưa cho để mà lái từ Florida đến Texas. Thì bây giờ cái bà Sister Susan đó bà muốn là trả lại cái xe, không phải trả mà là bán lại. Thì thế là phía gia đình này đó họ nghi ngờ, họ cũng không có tin lắm, cho nên là họ đồng ý gặp mặt, nhưng mà đằng sau đó họ đã lén báo cảnh sát, và cả hai bên thật sự đã gặp mặt nhau ở tại Daytona của Florida thưa quý vị. Thì cái nhóm người kia đó theo như phía gia đình kể là họ xuất hiện và ăn mặc rất là kỳ quái, đi chân không, và thật sự đưa đến cái xe và xác nhận là xe của gia đình. Thì lúc đó đó gia đình này nói là cảnh sát Daytona có bắt cái nhóm người này, nhưng mà sau đó chắc không có chứng cứ, rồi họ cũng nói là họ không biết hai người này ở đâu, chỉ biết trả cái xe thôi. Thì cuối cùng ba người đó được thả ra, và từ đó là cái gia đình này đó mất tích luôn, không có biết nghe tin tức của Tina với lại ông Harold nữa, và đặc biệt là bà nội bà ngoại cũng không có biết đứa cháu nhỏ chưa đến một tuổi này lúc đó như thế nào, suốt mấy chục năm luôn họ không tìm được. Và quay trở lại thì đến thời điểm năm 1981 đó, cảnh sát ở tại khu vực Houston họ nhận được một cái vụ án là có thi thể của một cặp nam nữ bị giết chết quăng xác ở trong rừng, mà lúc đó đó trên người là không có bất kỳ một cái giấy tờ gì hết, cho nên là hai cái thi thể này từ lúc đó cho đến mãi đến năm ngoái luôn là 40 năm tròn, cảnh sát đến bây giờ mới xác nhận được là hai ông bà Tina với Harold. Và đặc biệt đó là bởi vì biết là lúc đó hai người này có đứa con nhỏ, cho nên là cảnh sát họ mới đi truy tìm DNA, thì họ phát hiện là DNA của cái đứa nhỏ này đó bây giờ có một người cousin sống ở tại Ohio, cho nên là cảnh sát đã đến và tìm ra được bà Holly Clouds này thưa quý vị, năm nay đã 42 tuổi, xác nhận là cái đứa nhỏ bị mất tích. Thì sau đó thì cảnh sát họ xác nhận đi truy tìm thân thế đó, thì họ phát hiện được là lúc mà chưa đầy một tuổi đó, bà Holly này được hai cái người phụ nữ ăn mặc quái dị, chắc là từ cái giáo phái đó, đã đem bà đem cho ở một nhà thờ của công giáo. Nhưng mà khi đó nhà thờ nói là hai người này chỉ đem đứa nhỏ đem đến thôi, không có nói gì cả, rồi sau đó bà được một cái gia đình bình thường khác nhận nuôi. Thì bây giờ cảnh sát họ đang tập trung đi điều tra cái giáo phái đó, bởi vì tất cả những cái chứng cứ cho thấy là có thể những cái người trong cái giáo phái này đã giết ông bà Tina với lại Hero, rồi đem cho đứa nhỏ đi, rồi lấy tài sản của mấy người này. Đặc biệt cái giáo phái du mục đó đó là thập niên 80, cảnh sát của nhiều thành phố chẳng hạn như ở tại Texas, rồi Arizona và kể cả California cho biết là chứng kiến có cái sự xuất hiện của cái giáo phái này, hành tung rất là bí ẩn. Nhưng mà sau đó qua đến thập niên 90 thì không còn thấy nữa, cho nên bây giờ hung thủ thật sự giết chết hai cái người vợ chồng này đó vẫn chưa có tìm được, và manh mối về cái giáo phái này cũng không còn nữa. Công ty Huy Phong với ông gốc Việt và Trung Quốc David Trần tuyên bố ngày hôm nay là họ không thể nhận thêm đơn đặt hàng Sriracha nữa. Ngay bây giờ chúng tôi phải chạy đi mua ngay để dự trữ. Anh đã trễ rồi. Hai ngày nay trên Facebook người ta đã nói là không còn hàng, người ta ra, người ta quơ quét hết. Tại sao tôi biết trễ như thế? Tại vì anh không chơi Facebook. Không chịu lên Facebook. Mà tin lớn lắm hôm nay đó là những người mà bán phở, ăn phở mà không có Sriracha. Tôi có khổ đó, không biết được có cái loại ớt, tương ớt nào mà có cái vị ngon như thế này không. Cho nên công ty Huy Phong number one trên thế giới hiện nay, họ nói là cái đợt ớt họ có trồng riêng, giống như là cái sót gì đó, Thảo Yên, chua chua đó.
Tapatio. Cái đó của mẹ. Ở Mỹ này, họ trồng riêng ớt mà không biết vì lý do nào cái đợt vụ, cái vụ mùa mùa xuân này nó bị hư khá nhiều. Không đủ tiêu chuẩn ớt mà nó chỉ bị hơi đen đen, móc móc là họ loại hết để bảo đảm chất lượng ngon nhất cho cái chai Sriracha này. Hốt hết rồi hả? Hốt hết rồi. Hôm nay chắc ngoài chợ không biết còn không quý vị. Bây giờ anh chị chủ tiệm phở nào muốn thì mua lại của em đi, em bán giá gấp 5 lần thôi. Gấp 5 lần thôi đó hả? Thảo Yên trở thành một đầu cơ. Oh man, ở nhà tôi đứa con nó thích lắm. Tôi thực sự ăn ít ít thôi. Có phở cũng phải có một tí tương ớt quý vị hả? À, chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui. Đi mua Sriracha về để dành. Nếu tìm được thì mua ngay, còn không thì giá lên cao ngất ngưỡng luôn. Họ nói rằng những đơn đặt hàng từ bây giờ đến ngày Labor Day thì họ sẽ cố gắng đáp ứng hết. Sau đó thì họ không biết chuyện gì xảy ra. Thôi thì mời quý vị vào trong trang nhà littlereservoirtv.com. Chiều nay chúng tôi sẽ có phần tường trình đặc biệt liên quan đến vụ điều trần ở tại Quốc hội. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin cảm ơn và kính chúc quý vị cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.